Giờ giúp bố làm việc gì? Giờ lắm. Nhặt rau. Nhặt ra. Ngon lắm. Xoài ơi, hôm qua mình mua thành phần làm gì xoài nhớ không? Món gì nhỉ? Yes, nên là bây giờ chúng ta sẽ chia việc ra để làm nhá. Giờ giúp bố làm việc gì? Giờ lắm. Nhặt rau. Nhặt rau. Không phải nghịch rau mà là nhặt rau. Nhặt rau. Đây, bố sẽ cho giờ nhặt rau nhá. Con lại vị trí quen thuộc nhá. Bố ơi, con lại cái rau nhá. Đấy, không, Dừa ơi, cái này làm như này này. Bố dạy Dừa này. Cái này nhá, Dừa làm như này này. Yeah. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Rồi thì con ngồi đây làm nhá. Cẩn thận nhá. Rau luộc này. Anh Xoài ơi, tí mình cần đĩa để cho mì vào. Con rửa qua mấy cái đĩa này nhá. Okay. Con rửa đĩa ở đây. Bố ơi, sau này mình hay dùng nước rửa chén Sunlight thế bố? À, tại vì là nước rửa chén Sunlight thiên nhiên 100% thành phần làm sạch từ gốc thực vật, rất bảo vệ môi trường và an toàn cho cả gia đình nhà mình nữa. Gốc thực vật là gì vậy bố? Gốc thực vật nhá, để bố cho Xoài xem nhá. Ví dụ gốc thực vật như là dầu từ quả dừa này này, dầu cọ này. Đấy, rất là an toàn cho Xoài, cho Dừa và cả bố mẹ nữa. Dầu dừa là dừa, là em dừa nhà mình à bố? Đúng vậy, thế nên là bố với mẹ rất là tin dùng sản phẩm này. Không sử dụng thành phần làm sạch từ gốc rau mỏ mà là từ gốc thực vật. Ngay cả chai đựng này cũng là 100% từ nhựa tái sinh đấy. Em vừa làm được nước rửa chén, thế có nước rửa chén làm từ xoài không bố? Thế thì bố phải đợi Xoài nghiên cứu nhá. Xoài ơi, Xoài muốn kiểm tra sạch chưa ấy? Bố dạy Xoài một cách rất là hay nhá. Con dùng vào tay con miết, nếu con thấy kít phát miết như này thấy kiểu rít rít ấy, tức là sạch rồi. Điều này đấy. Sạch rồi bố. Mang ra bàn. Một. Yo. Vinh, ăn nhanh nhất nhà đấy à? Anh phải ăn nhanh thế. Úi dồi. Ngon lắm. Xin lai thiên nhiên, 100% thành phần làm sạch gốc thực vật, an toàn cho chén dĩa trẻ em. Viettel Media, sản xuất và phát hành.